Hello các bạn, hôm nay mình đi tới cái tiệm sushi của Nhật ha. Sushi của đây là nó đem ra là cái này ăn buffet nha các bạn. 35 đồng một người. Mà cái này là California hả? California roll này, đó nó đưa cho mình cái bảng cái là mình order. Order làm 3 lần ha. 3 round đó. 3 round đó, bây giờ round thứ nhất nè, let's go ăn round thứ nhất. Này súp nè, tô nhỏ nè. Rồi cái này là California roll. Rồi có salad. Còn có một con tôm chiên thôi, tại mình không biết á. Mình kêu có phần này nó có một con à. Rồi cái này thêm một roll này nữa nè. Đó, mời các bạn coi thưởng thức ha, coi thử nó làm sao nó ngon ha, để ăn thử thứ nó ngon ha. Ok, let's eat nữa nè. Bây giờ họ đem ra thêm mấy dĩa nữa nè các bạn. Sôi salmon. Rồi đây cũng salmon với tuna nè. Thì có mực nữa nè. Rồi tất cả được như đây đó. Được cho ăn, mà ăn có 1 rô mà như đây ăn 3 rô chắc ăn ná thở quá. Ok, đây tất cả là sushi đây, mình order cái first roll này các bạn. Mời các bạn thưởng thức nha, ăn enjoy sushi của Nhật với mình nha, quán Nhật nha. Let's go enjoy. Cái dĩa này là muscle này các bạn. Muscle roll này. Còn cái này là VIP nè. Cái này là VIP nè. VIP Pro nè. Cao cấp á. mới có order một Pro à. Mà nhiều như vậy rồi. Quá trời dịch nó như thế khổng lồ luôn á các bạn ơi. Mới có order con Pro 1 đó nha. Bụng đầu mà ăn cho nổi đây các bạn, thấy đã chưa? Ui da. Thấy một rô mà được tới 3 dĩa bự rồi, 4 dĩa bự rồi. Ồ cha. Thấy mà mê luôn á, cái này chắc ngon á. Cái salmon nó ngon á. Tuna cũng ngon. Cái vip cũng ngon nha. Rồi cái mấy cái muscle này cũng ngon luôn, trà đổ lên ngon đặc sắc rồi các bạn ơi. Bạn ghé lại đây ăn cho nó đã nè các bạn. Rồi. Đây là rô thứ hai nè, order lần thứ hai mà ăn hết nổi rồi nên order ít lại nè. Đó, toàn là cá tuna, cá salmon sống không à. Rồi, cá tuna nữa nè. Cái này là boyfriend girlfriend này. Ex-boyfriend, girlfriend á. Rồi cái gì là cái con sò đó, con điệp á, sò điệp nè. Rồi lần thứ nhì order như đây thôi ăn không nổi nữa rồi các bạn ơi. Rau thứ nhì á, gấp cái cá salmon đi. Cái này là cá không à, đâu có thấy cơm đâu ta. Dưới hả? Ăn đi. Nó làm thấy ngon quá ha, đẹp ra. Rau thứ nhì nè, ăn hết là bây giờ là kêu ít lại thôi, hết ăn nổi rồi. Lúc này toàn cá mà seafood không ha, tới đây là ăn seafood. Thank you. Tới đây là ăn seafood không thôi đó. Kêu nữa. Đây là cái tờ giấy để order đồ ăn nè các bạn. Linh 26 lòng 99, dinner 34 lòng 99. Giá tiền đó, all you can eat đó. All you can eat premium. Buffet của nhà hàng Nhật sushi. Chúc cho nó nhiều đồ ăn lắm mà. Nhiều quá trời, ăn không nổi đâu. Ai mà ăn nhiều quá.
thì mới ăn nổi, ăn còn họ đưa cái tờ giấy này ăn từ cá sống á, họ đưa tờ giấy cho mình đó để mình order đồ ăn á, mà mình order mới có hai rau đó, một rau nè, hai rau rồi còn rau thứ ba thôi không ăn nổi nữa. Đây bên này nữa nè các bạn, bây giờ nó nhiều thì thôi á, quá trời nhiều nè. Nigiri 2 feet nè, cái này là 2 feet thôi. Rồi cái này hand roll nè, hand roll. Rồi cái này special roll nè, classic roll nè. Classic roll nó chục chà, cái nào cái nấy nó 6 feet, 8 feet rồi. Mới vô không biết á, kêu tầng 6 feet, 8 feet nó ra mấy dĩa bự sư, trời ơi, ná thở luôn. Lật thứ nhì tôi hết dám kêu nữa các bạn ơi. Đợt thứ ba là khỏi ăn luôn, ba đợt là nghỉ luôn. Ai ăn nhiều thì ai ăn giỏi ăn thì ăn nổi, còn ai ăn không nổi thì thôi. Mà cái này mà mình ăn không hết nó bắt mình phải trả tiền nha, chứ không phải là ăn hết là bỏ đâu, đem về á. Nó tính tiền cho mình để đem về á nghe các bạn. Ồ cái này nó cũng khôn lắm á, mình phải kêu ít ít vừa thôi, ăn hết thì thôi đừng kêu nữa. Kêu nhiều là còn dư á là phải tính tiền, trả extra, trả thêm á nha. Quá trời, ăn không nổi luôn các bạn ơi, ăn toàn là đồ cá không à, salmon đồ không à. Rồi, mời các bạn enjoy, mai mốt tới ăn nha các bạn. Tới ăn cho biết một lần ha. Hello các bạn ơi, đây là cái nhà hàng sushi Nhật này, Little Sakana, Little Sakana ở trong cái khu, ở trong cái khu nào ha? Đó cái nhà hàng sushi Nhật đó, ở trong ở San Diego các bạn, ở khu Mesa, Mira Mesa đó, mời các bạn tới đây để ăn sushi Nhật nha. 35 đồng một phần á, buffet luôn, ăn mà xỉu luôn á các bạn, ăn đã luôn. Khách đông ghê ha, người ta đi vô đi ra đông quá trời nè. Các bạn ơi, cây này là cái hoa sim nè các bạn, hoa sim tím nè. Đó, các bạn thấy màu tím chưa? Đó, cây hoa sim tím đó, đi kiếm mua mà mua chưa có, bây giờ thấy nó nè. Nhưng mà nó to quá, làm sao trồng cho nổi. Đó, hoa sim tím đó các bạn, thấy chưa, thấy hoa sim chưa? Ở đây người ta trồng cây này bự lắm á nè. Nè, bông này, bông đẹp quá, màu tím đẹp lắm các bạn ơi. Hoa sim tím thấy rồi, thấy hoa sim tím rồi các bạn ơi. Mời các bạn thưởng thức hoa sim tím nè, cây này to lắm. Đẹp chưa, hoa sim tím đẹp chưa các bạn, nhỡ nhiều bông ghê á. Enjoy nha, cái bông tím đó là hoa sim tím đó. Mời các bạn thưởng thức ha, hoa sim tím nhà mình. Hoa sim tím nhà ai? Enjoy. Enjoy cái hoa sim tím nè, cái hoa này nó nở hết nè mới đẹp nè các bạn. Hello các bạn ơi, hôm nay cái cây hoa vàng này á, tháng 7 mà nó bắt đầu nó nở rộ rộp trời luôn á các bạn. Đầy hết một cây bông luôn á, hai ba cây kế bên sát bên nhau, cây nào cây nấy đầy nhóc bông luôn các bạn ơi. Đẹp quá ha, đẹp quá đi, mời các bạn thưởng thức ha. Nguyên một hàng dài theo cái căn, theo cái đường phố này nè, nó nở nguyên một hàng dài luôn các bạn ơi, đẹp quá đi. Rực trời hết á, nó nở vàng rực cả một góc trời á. Ở đây á, thành phố này người ta trồng hai bên đường luôn á các bạn. Cây nào cây nấy quá trời bông luôn.